cửa hàng độ đèn xe máy Son Anh. Xin chào các bạn. Trước mặt của các bạn đang xem là một sản phẩm rất là chất luôn ha, của một anh trai ở Phú Yên. Đây là một anh đặt là mua một cái đuôi đèn hậu của xe Sirius nha, mới luôn ha. Ở mua trong Nam xong rồi làm trong đây luôn các bạn. Đó, shop mình nhận làm ok luôn ha. Đây là ba cái logo hải tặc nè. Đó, các bạn thấy không? Đây là logo rất là ngầu ha. Đó, hình hai cái xương dắt hai bên, còn đây là hai mặt quỷ, hai cái đao dắt hai bên ha. Rồi, bộ mắt cú. Đây là đằng trước thì có bộ mắt cú ha. Đó là sử dụng bóng U7 nha các bạn nha. Đây là kết hợp ba bóng U-Lock chế rất là thẩm mỹ nha, không có để là lỗi luôn ha các bạn ha. Đó, cái đuôi này hậu cũng vậy nha. Rồi, quá chất luôn ha. Thì cái đuôi này có tính năng là F1 xi nhan. Đó, full tính năng luôn các bạn. Đèn Audi có thể đổi màu được luôn nha. Đằng trước cũng vậy. Đằng trước cũng là F1, đằng trước cũng là xi nhan, bassin mở đèn, nói chung full tính năng luôn các bạn. Đó, rất là chất luôn ha. Còn theo rất là chất ha, con anh trai ở Phú Yên nha. Bộ đuôi này rất là nổi luôn các bạn, tại vì một cái đèn này ở trên áp xuống các bạn thấy nó hơi cái đèn trên hơi lóe tí xíu các bạn thấy không? Rồi ok, em chuyển màu tiếp đi. Rất là chất luôn, một tí xíu là gửi hàng cho anh thì anh sẽ về lắp lên xe nha các bạn. Đó, đổi màu được các bạn thấy không? Cái màu sắc này á, mình có thể tùy ý các bạn lựa chọn màu sắc, có thể các bạn mặc định được ha. Còn bây giờ thì mình mặc định so le như thế này thì cái màu nó sẽ nổi hơn các bạn nha. Đó, rồi ok, em chuyển màu tiếp. Đây là đầu đuôi của đèn hậu và đèn pha của xe Sirius nha các bạn, Sirius bình xăng nha. Đó, chuyển màu được các bạn thấy không? Rồi ok, chuyển màu tiếp đi em. Bộ này rất là chất các bạn nha, chơi bộ này là ít đụng hàng. Rồi ok, đây là màu tím hồng cánh sen nè các bạn, đây màu vàng chanh nè. Rồi ok, nửa đêm. Đó, ở giữa là màu vàng chanh, ở đây là xanh ngọc nha các bạn. Đó, mấy màu lạ lạ không á. Cái đuôi này nói chung là bộ sản phẩm này mà về tới quê ảnh là chạy là bao nổi, bao chất luôn nha. Đó, rồi ảnh là từ ở ngoài Phú Yên mà đặt hàng ở trong Sài Gòn nè các bạn. Đây là địa chỉ shop mình là 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn nha. Số điện thoại mình là 0346669686 ha. Số điện thoại trên đây mình có kết nối Zalo, các bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm thì kết nối Zalo với mình ha, 0346669686 ha. Bây giờ mình thử cái sản phẩm này cho ảnh xem và cũng cho các bạn xem tham khảo thêm. Nếu mà các bạn nào có nhu cầu làm thì liên hệ mình. Nó chuyển màu tiếp nè. Hết màu cho em. Hết. Rồi hết màu đó các. Chuyển màu là 11 các bạn, về mặc định vô cái nhịp số các bạn N1234. Tự động chuyển màu rất là đẹp ha. Thấy không? Rất là đẹp luôn ha. Rồi ok, mở nhanh mà luôn em, mở nhanh mà luôn. Đó, xin nhanh đó các bạn. Đó, nhanh đổi màu vàng thấy không? Đó, nhanh đổi màu vàng cái logo hải tặc này các bạn. Đó, mới nhanh đằng sau nha. Lắp vô xe thì xin nhanh sẽ đằng trước và sau luôn. Rồi ok, bên kia luôn em, bên kia luôn, nhanh kia luôn. Rồi đó, nhanh đó các bạn. Giờ mình đang thử cơ. Rồi ok, rồi bóp thắng luôn, bóp thắng F1, bóp thắng nè, bóp thắng mặt quỷ chớp chớp các bạn ha, mặt quỷ chớp chớp nè ha, bước thắng mặt quỷ chớp chớp nè. Đó, cái là chất luôn ha. Rồi ok, em mở nhanh đằng trước luôn em, mở nhanh trước luôn nè. Không, bây giờ mở đèn chiếu sáng đi, mở đèn chiếu sáng trước nè, mình tắt rồi mở đèn chiếu sáng. Đó, thấy chiếu sáng nè. Rồi bắt xin đó, bắt xin nè các bạn. Rồi ok, tắt. Đó, tuyệt vời ha. Rồi mở đèn lên đi. Rồi mở nhanh luôn, mở nhanh luôn em, mở nhanh luôn. Đó, mở nhanh trước luôn nè, rất là chất nha các bạn, full tính năng rồi nha các bạn nha. Đó, full tính năng luôn nha. Nhanh trước phải tắt các bạn, cho các bạn xem luôn nè. Quá tuyệt vời luôn, chế rất là thủ công rất là đẹp nha các bạn nha. Chế là không để lại tí xíu lỗi nào luôn á. Đây là đó, nhanh các bạn thấy không? Trước nhanh đó. Nhanh như vậy là thấy rõ ràng luôn các bạn. Hơi khó tại ở ngoài chỉnh hơi khó các bạn. Rồi ok được em. Rồi mở đèn lên luôn, mở đèn luôn. Rồi cảm ơn vị khách hàng ở Phú Yên, cảm ơn anh rất là nhiều đã ủng hộ shop nha. Quá tuyệt vời luôn, đây là combo khủng nha các bạn. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều, có bạn nào làm xin liên hệ shop mình ha.
Đây địa chỉ đây. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều ạ.